biết và tìm hiểu nhau là Phi Long và Quỳnh Như là tâm đầu ý hợp, thì được sự thống nhất của gia đình hai họ rồi được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, hôm nay ngày là mùng 8 tháng 2 nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Kỷ Mão là ngày lành tháng tốt, thì họ nhà trai lại xin phép đến là trình cái lễ là cưới lễ thành hôn cho là hai vợ. Nay là ngày 8 tháng 2 năm 2023, thì cũng là ngày thành hôn của hai đứa mình, thì anh cũng mong chờ ngày này cũng lâu lắm rồi. Đây cũng là thành quả cũng 3 năm yêu xa của tụi mình, cũng qua nhiều sóng gió, thì anh hy vọng mà mình càng ngày mình càng vun đắp được nhiều tình cảm và đi càng xa hơn nữa, hơn số 3 năm đó. Tốt. Mẹ đã chọn ngày để cho hai con nên duyên chồng vợ. Thì mẹ mong rằng là hai đứa con với đã qua thời gian tìm hiểu và yêu thương nhau và luôn luôn hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Ngọt nắng mai, ngày hôm qua sẽ trăng sông hôm nay, yêu em hơn mỗi ngày. Dẫu trên đầu nhiều tóc mai. Nhân dịp đám cưới của hai đứa thì bốn chị cũng xin chúc cho hai đứa là trăm năm hạnh phúc nha. Không có thể hiện ra nhưng mà thật ra anh rất là sống rất là tình cảm, rất là biết quan tâm và chăm sóc gia đình. Hôm nay là ngày cưới của hai anh chị, thì em chúc anh chị trăm năm hạnh phúc với lại mau có cháu cho em bồng ạ. Cho anh biết yêu cho anh rước được ngày. Tiếp theo xin cho phép anh được nói lên bao điều. Em biết không tụi anh có quà để cho tặng hai đứa con, chúc hai đứa con trăm năm hạnh phúc, sáu năm bình dặn đến lại cho mẹ vui rồi đó là mẹ vui. Chẳng như mơ còn nhiều bọn bè lo âu cho u sầu, mai cứ vui lên đi vì bên cạnh em sẽ có anh ở cạnh bên. Đưa em đi làm đi cha mẹ đi xa, đưa em hạnh phúc chắc là đâu là nhà. Anh chỉ muốn cả đời làm chồng yêu cũ. Anh Long nha, đừng có hiếp chị Như á. Anh và anh Hiếu á, là em bắt chị Như về á, không cho ở với anh. Chẳng nói thì có